hai đứa này đi ha, để cho ăn thử, tại vì bạn này cũng chưa ăn thử cái trái dưa gan tròn cho nên là sẽ cho bạn nó hái thử trái này. Còn dưa hấu này nè, chút dưa sẽ ăn thử coi ngon mày. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn hai người bạn của mình đi dạo vườn. Là ngày hôm qua, tối hôm qua lúc mà đi ra câu cua mà không có cua gì á các bạn, thì có một người bạn của mình hơi về trễ cho nên là chưa thăm vườn được. Thì tối hôm qua sau khi nhậu ở nhà mình xong thì hai bạn ngủ lại nhà mình. Bây giờ sáng ra vườn dẫn các bạn đi cũng hơi nắng, tại vì tụi nó ngủ dậy trễ quá, 10 giờ 11 giờ tụi nó mới dậy. Ăn sáng xong thì bây giờ mình sẽ đi dẫn ngoài vườn coi có cái gì cho mấy bạn nó thu hoạch hái để đem về Dallas ăn. À, ăn lấy thảo, nói chung là tại vì cũng không có nhiều lắm, có gì hái nấy đó. Thì các bạn bây giờ đi ra mình gặp người bạn của mình nha. Thì các bạn ơi, làm gì mày? Nó đang đi kiếm trái nó hái mà không biết rằng có trái gì để hái không nữa các bạn. Bạn Dung nó hái hết rồi mọi người. Nó nói rằng là hôm qua bạn Dung của mình hái hết trơn rồi, tại vì cũng ít đấy các bạn, không có nhiều lắm. Đi qua đây đi các bạn. Ồ, cái này để làm giống á. Hái mướp đi ha. À, cái này trái gứt. Trái gứt. À, cái này được, hái được nè. Ăn thử mướp dài bao giờ chưa? Chưa hả? Hái thử đi, hái vài trái đem về ăn thử đi. À, bên mẹ chồng của Uyên á, bạn tên Uyên, bên mẹ chồng của Uyên là người Philippines đúng không? Người Philippines chắc có thể là biết cái trái này quá à. Biết. Ờ. Rất là. Ồ, có nhưng mà là ờ. Đúng rồi, trái được cái hái đi. Hai cái đó với trái ngắn này nữa nè. Ủa, hình như hai cái này khác nhau á. Giống nhau luôn á, nhưng mà nhiều khi trồng gần nhau nó bị thụ phấn chéo á. Cho nên là nó nhiều khi nó ra đủ màu á, hơi nhợt nhợt, hơi xanh đậm. Kéo nó bén hả? Không, khúc trên bén, khúc dưới không bén. Người nó mỏng manh quá, mình thấy mình mỏng manh, nó còn mỏng manh hơn mình nữa các bạn. Rồi hôm nay tự nhiên mà mình không được đi thu hoạch mà ngồi được ngắm nó thu hoạch không mới ghê chứ. Rồi, thu hoạch riết rồi phải cho người ta thu hoạch. À, đúng rồi, cho nó thu hoạch đi. Ai đậu đũa. Ờ, đậu đũa nó bị khô hết rồi, chúng tôi để làm giống luôn á. Đâu đâu, đâu cắt làm gì, mày cắt làm gì lấy giống hả? Hột, cho có hột không? Cắt xuống. Lạnh quá ha. Mấy trái xanh kìa, ăn đậu đũa. Ê, đi qua bên kia hái nha, ăn dưa gan không? Dạ. Ok, đi ăn dưa. Hôm qua mình có hái một trái bự dưa gan rồi. Thì chắc là mình đưa, chúc tôi đưa mày một nửa trái đem về á. Với lại trong nhà mình có hái, hai bữa trước mình có hái vài trái nhỏ á. Thì đưa bạn ấy đem về luôn. Ô, hôm qua quên đưa dưa gan cho anh Dung. Nó cũng khoái ăn dưa gan lắm á. Đây các bạn ơi, dưa gan hiện giờ thì chỉ còn mấy trái tròn thôi à. Ê, không biết trái dưa hấu này ăn được chưa ta? Dưa hấu hả? Trái này nè. Ủa? Sao nó đụng ra anh? Vậy là, hả? Ê, vậy là bầu quá vậy. Nó bị si cu que, si cái teo á, nó bị giống như si dinh dưỡng á. Nó bị em bữa mưa nè. Rồi về hai trái này đi ha, để cho ăn thử, tại vì bạn này cũng chưa ăn thử cái trái dưa gan tròn cho nên là sẽ cho bạn nó hái thử trái này. Còn dưa hấu này nè, chút dưa sẽ ăn thử coi ngon mày. Chắc là mình nghĩ là ngọt á. Rồi. Ta da. Tự nhiên có trái dưa hấu luôn. Chút đem vô ăn. Mướp nó nắng nó hư nó muốn teo luôn á. Để qua nắng này cũng được. Ôi cái này nó muốn nứt chín rồi nè, sắp chín rồi. Tí. Về nghỉ chắc một hai ngày chắc ok đó. Với lại đem mấy trái dài kia về ăn. Trái dài kia cũng ngon lắm. À, đi ra phía trước hái bầu em coi có củ qua hái tiếp. Sợ hôm qua Dung hết củ qua rồi. Để nó đợi. Ờ. Thôi để ngay chỗ mát nè. Chút nhát nha. Bây giờ cũng hơi nắng đó các bạn cho nên là muốn tát mồ hôi luôn á. Để coi em mày muốn có muốn hái không? Kìa. Muốn ăn cần cua không? Vậy cũng không hỏi. Biết ăn. Thôi, mà có ớt không? Ăn ớt mà giờ không có chín cái gì. Cái đó là cái gì quên rồi? Mía. Mía chứ không phải xả. Muốn ăn mía xả hả? Trời ơi, bây giờ cho nó hái xả là nó là gọi là khơi nguồn hái xả luôn á, chứ mình cũng chưa hái nó bắt đầu luôn. Lựa mấy cái tép bự đi. Cái này cũng chưa, nó cũng còn nhỏ. À đây cũng ok nè. Bẻ thôi. Bẻ xuống. Chắc cái này là mình thu hoạch các bạn ơi, chứ các bạn đó không biết đâu. Bẻ lựa mấy cái cọng tép bự bẻ á.
các bạn nhìn thấy nguyên củ sả của mình không? Hồi đó mình trồng cách đây vài tháng nè, nó teo réo à. Mình sẽ bẻ trong đây nè anh, quay trong đây nè anh. Cái này nó cũng chưa bự lắm nhưng mà cũng ok. Mình bẻ như vậy nè. Ui, trong đây có mấy cái tép bự nè. Đó, đó bự chưa các bạn? Dèm giống như mình cắt cái này, cắt cái này nè, phần này mình ăn. Thì mình chưa lại một đoạn bao nhiêu thôi. Mình ngâm nước ra rễ hoặc là trồng trực tiếp cũng được luôn. Ừ, để lựa mấy cái bự bự cho. Đó. Được hả? Ít vậy? Nữa không? Thêm đi. Ờ, organic mà. Được chưa? Nữa không? Yeah, ít vậy nè. Có mình tại vì nhà có mình nó ăn nè. Đúng rồi, ở đây cũng quý nữa. Năm nay á, tại vì sau bão tuyết người ta chết nhiều quá, cho nên cũng quý lắm. Mà không hơn sao tự nhiên mình trồng bữa có chút xíu à, mà nó bung ra bự vậy luôn á. Có muốn ăn hoa đậu biếc không? Ủa, có hoa đậu biếc kia. Ờ. Ăn sao? Không, có thể người ta chỉ pha nước là nhiều thôi đúng không? Đúng rồi, pha nước màu hoặc là uống nước trà gì đó. Không à? Không có biết cách làm đâu mọi người. Muốn lấy ớt mà không? Đang tưới á, ớt chỉ thiên hả? Ờ, ớt này ớt, có muốn đem về trồng không? Không, ở nhà có một cây rồi, à, ớt trái này nữa. Ờ, ớt trái này đem về trồng. Thôi đang tưới luôn chứ. Ờ, muốn không cho thằng trái? Cây không? Không, cây ngọt, ớt ngọt. Hái đi cho mẹ ăn, mẹ ăn luôn cho mọi người xem. Ê, là hái ớt này nha. Ờ, ok. Trời ơi. Em để mình ta hái cho. Để tắt nước. Không sao đâu anh. Rồi. Được hai trái nha mọi người ơi. Bên đây nè, bên đây nè. Tại vì thường thường ra bao nhiêu. Mẹ không có dám ăn bay cây đó. Cây giống nhau hết á, cây hết á. Không phải là cái trái này không ăn cây gì. Không phải, khác. Cũng khác hả? Ờ, khác. Cái này giống nhau, giống như cái nãy mày. Hôm qua mình cho bạn đó ăn thử trái ớt Peru á, cây quá chịu không nổi. Giờ sợ. Cái nó nhìn cái ớt này cái nó tưởng là ớt Peru đó. Thôi thôi không ăn đâu, không ăn đâu. Hôm qua ăn mặt nó cũng ăn hết. Yeah. Ủa, đâu ra vậy? Where did you go? I saw you over there. Where you going? Yeah. Where you going over there? Oh, you look for the dog? I don't think so. No, Molly ơi. À, các bạn ơi, sẵn ở đây mình khoe với các bạn một cái này luôn. Khoe với các bạn luôn các bạn ơi, cái cây hoa quỳnh của mình á, bữa có chị chặn mình nhánh á, tự nhiên giờ nó ra bông các bạn ơi, mừng quá mà không biết đây là màu gì nữa. Có thể đây là màu trắng quá. Ok, có đằng trước có gì không? Ờ, ớt đất cao. Bây giờ mình đi ra đằng trước các bạn ơi, coi có gì để mình hái. Nắng quá cho nên là cũng hơi hy vọng là video nó sẽ được sáng các bạn. Nắng quá ha. Ủa đằng trước có không? Có. À. Ồ, có tí sáng được xem nó nè. Quanh qua bước. Có muốn bước không? Muốn thêm nữa không? Đủ hả? Ủa qua em Quang Dung nó hái. Ồ, chắc có thể được ok đó. Đây này, đúng rồi. Vậy anh nó bự lên tí rồi đó. Đạp lên luôn. Sau một ngày đạp lên luôn. Ê, dưới chân mày kìa, Uyên. Dưới chân mày con trái đó. Ấy à. Kìa con trái mà ngồi xin nhìn hoài. Nhìn cái chân. Ờ, nó nhìn dưới cái chân. Em tưởng em đạp đến cái gì. Không, cái chân nhìn. Trên đầu mày kìa. Trên đầu mày. Đây nữa nè. Ui. Thì khổ qua rừng mà đúng không? Không, khổ qua Việt Nam mình á. Khổ qua thường hả? Dạ, yeah, mà đủ loại, cái loại này nó mập, cái lùn nó ngắn ngắn á. Cái loại này giống Dung nè. Dung nghe chửi chết, Dung ơi nghe, có đừng chửi tao nghe Dung. Đây trái nữa nè. Không làm gì hết rồi, bị vũ hoài. Ôi, trái đó hả? Ờ. Dạ, thật yêu anh. Được nồi canh rồi đó. Được nồi canh. Nhà nó có ăn không? Mẹ nó có ăn không? Đó, à, không, không. Đó, trái này không? Cái này không? Cái này nè. Vậy là cũng đỡ ha. Hôm qua lúc mà nó tới là thấy nó còn nhỏ hơn. Qua một đêm nó bự lên tí. Cầm ha. Trời, cái cảm giác cắt cắt nó. Rồi,
Thằng Mót nó đi đâu mất tiêu rồi, nó đi qua chặt chó mình rồi. Quên bày sữa rồi. Quên bày sữa rồi đó. Được không? Bên đây nè. Cho nó nở nở ra. Ngoài đây có trái bự nè. Đi qua ngoài kia hái trái bự kìa. Không có bự lắm nhưng mà cũng ok. Cũng ok. Cái này nữa nè. Đây. Chị quên watermelon. Hôm nãy chị cái bự nè, đúng rồi bự. Vậy hôm Quang Dung không thấy cái này ta. Trời ơi nó hidden. Nó chừa lại cho mày á. À trời cưng quá. Ủa rất lần hai trái không vậy? Tao thấy á. Cũng qua rừng mà đúng không anh? Qua rừng đi đi. Qua thường. Qua rừng nó nhăn. I try it. Bố em có chồng mà nhìn giống. Ở bên đây bà bố. Happy birthday. Ừ, cái trong đó là mà non. You want to try? Cut it. Bây giờ bầu nó cũng đang ra nhiều lắm các bạn, ra nhiều trái nhỏ á. Bạn nhận. Hai trái này non nè. Còn cái trái kia thì nó cũng hơi mấy trái kia nó cũng hơi già già rồi. Mấy bữa nay quên nó đi chơi hoài không có lo hái các bạn. Để nó hơi già là thôi đi hết trái non cho bạn cho nó ngon. Trời ơi, cái chút xíu nhìn cái người nó giống nhạc như nó chiên cái gì nó cũng happy hết. Như chắc mày chưa ăn cái bầu đờ ga đúng không? Cái bầu này á. Nó cũng như bầu thường hả? Nó ngon hơn, nó dai hơn. Bầu thường mình nó bị mềm. Rồi đánh bắt được. Nó cũng ra nhiều trái nè. Anh nó ra nhiều trái con không anh? Xíu cưng quá. Trái này mới chấm hôm qua anh kia. Cái chấm là đậu phải thuộc phấn tây á. Rồi đâu giờ đâu còn gì nữa đâu hết rồi. Năm nay bị giống như không có bằng mà năm ngoái các bạn. Năm nay mình như năm ngoái là đầy vườn luôn. Vườn năm nay là giống như là nó vừa ra đủ với bất trong gia đình ăn thôi. Với lại cho mấy anh chị em trong gia đình thôi chứ không có lại dư nhiều. Rồi thỏa mãn chưa? Tôi muốn hái thêm ớt. Ớt đó cà đó. Ớt thì cay hả? Dạ. Vậy chắc là thôi mình sẽ tạm ngưng video đây các bạn, cho hai bạn vô chuẩn bị đồ đạc để mà đi về Dallas. Nói chung là tuần hai ngày nay bạn tới chơi nhưng mà câu cua vẫn đi câu cua mà không câu được con cua nào cũng buồn lắm, bị kẹt xe nữa chứ. Nhưng một ngày mà kẹt xe ngồi trên xe không các bạn cũng sợ. Thôi next time để dẫn bạn đi câu cua chỗ khác ha. See you next time. See you next time. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.